Bên chào anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú nhá. Hôm nay em tiếp tục đi đến quán đồ đồng hồ để mua cho một số khách những cái đồng hồ mà. Thì tiện em review tiếp mấy con đây cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo nhé. Thì vì trước ở đây có nhiều đồng hồ nhưng mà người ta cũng mua nhiều rồi, em cũng mua nhiều rồi. Thành ra giờ động vãn thì người ta lại cho ra một số mã sản phẩm giảm giá khác. Thì trước tiên em xin nhắc lại quý vị anh chị cô chú là cái số điện thoại Zalo và Facebook của em có định trên video. Và cách kết bạn Zalo của em thì như sau ạ. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em xin dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 0806817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Rồi thì đây là một số cái mã đồng hồ em giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú hôm nay nhé. Mấy mã của Seiko và Citizen. Trước tiên thì mấy mã đồng hồ cơ của Seiko sale 30% nha quý vị anh chị cô chú. Đầu tiên này, ở trong kia là một cái mã Seiko SRI052. Mã giá của nó là 4,4 man, tương đương khoảng tầm 9 triệu đồng. Và nó sale 30%, còn 3 man chưa thuế. Thì thuế vào nó rơi vào tầm 3 man 2 gì đấy, thì tương đương khoảng tầm 6 triệu rưỡi nha quý vị anh chị cô chú, hơn một chút. Có thể thấy được cái cơ nó lộ phía sau kìa, em quay trong gương thấy cơ nó kìa. Đấy thì màu vàng khá đẹp, giống con 055 của em, nhưng con của em màu xanh đẹp hơn nhiều. Tiếp theo là một sản phẩm khác, SRI053 này, cũng của Seiko, sale 30%, còn 28 chưa thuế, tương đương khoảng tầm 3 man. 3 man thì nó là tầm 6, gần 6 triệu rưỡi rồi đấy. Máy cơ tự động nha quý vị, Zidomaki, tự động quay, tự động cuốn, đồng hồ máy tự động, sale 30%, màu cái mặt nó rất đẹp, lộ cơ rất đẹp. Bên cạnh em sẽ có khác 051 màu trắng, cũng là lộ cơ như vậy, rất là đẹp, cũng giá tương đương nhé, từ 4 man rồi xuống 2 man 8 đấy, nghĩa là từ khoảng tầm hơn 9 triệu xuống còn 6 triệu, 5%. Bên này là Seiko Selection SBPI. Con này thì dường như là không phải là, con này là pin, máy pin nha quý vị ạ. Bên này là chuyển sang mấy con máy pin đấy. Con này từ 3 man rưỡi xuống 2 man 5, 2 man 4 thì từ khoảng tầm 7 triệu 3, 7 triệu 4 đấy xuống khoảng tầm 5 triệu 2, 3, cũng giảm giá khá nhiều. Trong kia trên cao là một con cũng máy tự động SRV003 nhá, giá từ 2 man 5 chưa thuế xuống 1 man 75 chưa thuế, khoảng tầm 3 triệu 8 thuế vào. Rồi sau này là mấy con rẻ hơn chút này, mấy con dành cho thị trường Nhật Bản đấy, SNKK071 và 07G1 và 17G1, đây là mấy con dành cho thị trường Japan nha quý vị. Only for Japan, có thể thấy được cái chữ ở trên cái tem bảo hành kìa, Only for Japan. Và mấy dòng G thì là dành cho thị trường Japan, mấy dòng K thì nó dành cho thị trường quốc tế. Seiko 5 SNKK 17C1, con này không có giảm giá, 1 man 1 chưa thuế, thuế vào đây là tầm hơn 1 man 2, rơi vào tầm 2 triệu rưỡi. Nếu mua ở em thì có thể được giảm giá thêm 10%, là em săn được hàng giảm giá từ Seiko. Thế nghĩa là 2 triệu rưỡi thì giờ mua của em sẽ tầm vào hơn 2 triệu 3, chưa có 2 triệu 2 gì đấy, chưa thuế. Bên này là chưa vận chuyển nha quý vị, không phải chưa thuế, chưa vận chuyển về Việt Nam. Còn này thì nó là 2 triệu rưỡi chưa thuế, chưa vận chuyển, chưa cước các thứ. Bên này cũng vậy, con 007 SNKK 07G1 cũng vậy, cũng là máy cơ tự động,
là thị trường Japan này. Made in Japan nhé, trên tem có Made in Japan này quý vị. Rồi bên trong kia là một em Seiko mã gì ta? À, SBTR018D. Con này thì chịu được 10 áp khí, 10 áp lực. 10 khí áp phóng nước ấy, đó là tương đương khoảng 10 mét gì đấy. Giá 1,5 chưa thuế. Nghĩa là nó khoảng tầm 3,5 triệu sau thuế. Chưa cước, vận chuyển các thứ nhá. Mình mua bên em vẫn có thể giảm được giá được 10%, có những con giảm 20%. Quý vị cần con nào liên hệ với em sẽ báo giá cụ thể nhé. Giờ này là một em Seiko dành cho thị trường quốc tế này. NKK1 3K1 9 man 9 cm 9, chưa thuế. Thuế vào 1,1 khoảng tầm 20-3. Thì chưa cước vận chuyển. Nếu anh chị mua bên em vẫn có thể giảm giá được 10-15%. Ở bên này là SUR291P1. Con này mặt to đấy. Con này thì nó phòng chống được 100m, chống nước 100m luôn. Kinh nhờ. Mấy con này thì là những con máy tự động hết nha quý vị. Cái SUR291P1 này là giảm nó là 9 cm 9, chưa thuế. Thuế vào là 1,1 man. 1,1 man thì nó là chống nước 100m nha quý vị. Màu khá đẹp, mặt mặt con này tương đương khoảng tầm 42-43mm. Máy là máy cơ dành cho thị trường quốc tế. Và con này không ghi máy cơ nhỉ. Con bên này này, 13K1 này thì ghi máy cơ tự động. Con máy này thì không ghi. Rõ lắm nên em không biết được. Còn sang bên đây vẫn là một em máy cơ tự động tiếp. SNK361K1 này. Đấy, con này thì mặt nó chỉ tầm 38 thôi. Con này là máy cơ tự động. Thuế vào 1,1 man. Vì vậy anh chị mua bên em thì vẫn để giảm giá 10-15%. Mua trực tiếp từ em, em sẽ chăm thả giảm giá được và bán lại cho quý vị anh chị. Tất nhiên là hàng vẫn là hàng Seiko Made in Japan và dành cho thị trường quốc tế, như hàng niêm yết của hàng chính hãng nhé. Không phải là hàng lập cường với vận. Vẫn là hàng chuẩn và giá hữu nghị cho quý vị anh chị nếu mua bên em. Dưới đây là mấy em của Citizen quý vị. Citizen thì vẫn nhận giá 30%-50%. Đây một số con em sẽ quay chậm cho quý vị nhìn cái mã nó này. Quý vị nào anh chị nào có ưng cái con nào thì chụp mã lại gửi cho em. Em sẽ báo giá và có hàng giảm giá này thôi thì nó giảm rồi. Thì chắc là em cũng không giảm được hơn nữa vì giảm 30% rồi. Giá nó cũng khá là rẻ thôi. Đấy, một số con em mặt là nó khá nhỏ tầm 36mm. Đấy, có rất là nhiều hàng giảm giá 30% của Citizen, xanh đỏ tím vàng như có hết ạ. Em sẽ quay chậm lại cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo nhé. Đấy, có mã ở đấy, có hình ảnh đấy. Dưới này thì mấy con của Reguno, máy máy chạy bằng bit nữ, cái xương nhỏ tầm 18mm, 22mm. Đấy, xem bên này còn mấy con Reguno tiếp. Đấy, đây là mấy con của chỗ quầy này. Hôm nay thì em sang bên này em có mua một số hàng cho một số anh chị cô chú có gửi. Thì cái quầy này thì em mua gần hết rồi. Vẫn còn một số con, đây, quý vị anh chị xem số hàng 82% giảm giá này. 83% giảm giá này. Vẫn còn một số con vậy. Con này thì mới này. Con giảm 89% off này là con này mới nhỉ. Và đây xa thì anh chị thấy. Đấy. Còn mấy con này thì có hàng nhé. Giá đem biết nó đây nhé. Giá này từ 15 man này quý vị. Xuống 1 man này. Tầm 32 triệu xuống tầm 2,2 triệu gì đấy. Tiếp tục. Đây, quay này thì mua gần hết luôn. Và hôm nay thì em sẽ mua một số con như sau. Cái con đầu lâu kia. Đấy, một chú.
con đuôi trắng kia, hai quai trắng kia là hai chú cho hai khách. Sang bên đồng hồ nữ thì cũng có một số con. Đầu tiên là một con Lilith của Citizen này, Quy Quy Lilith cho một khách. Một anh ấy có lấy mấy khách, mấy hàng. Con này là một. Còn phía đây là hai. Còn đây là hai. Đấy, em sẽ quay chậm để anh chị của chú cùng xem mã của nó. Và nếu ưng thì chụp hình lại cho em. Đấy, và trên này còn có nữa. Còn đây. Còn nào? Ở dưới đây. Đây là quý vị anh chị ạ. Em sẽ lấy 3 con đồng hồ nữ và 3 con đồng hồ nam cho một số khách. Đấy, thì em xin cảm ơn quý vị anh chị, cô chú đã ủng hộ, tin tưởng và theo dõi kênh Viết Phú. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau.